Cái dù liên tục luôn, gỡ cái dù quốc cái đầm này quý vị. Rồi, cái bây giờ hả? Cái đó quý vị, mà bây giờ không lại đầu tiên đâu, nên tôi xin mời quý vị mỗi người hết cái lần đầu cái tập phát theo 1 triệu đồng. Quý vị đã vào giải và trong thời gian đó bộ phận kỹ thuật sẽ bắt đầu và ekip này thì có gì mình có xíu chị, tại vì cái video hội bự lắm cho nên là chút xíu nữa là sợ nó đánh lên ăn cái đơn vị nữa thì tham khảo cái ghế ở dưới để phục vụ quý vị chụp hình thoải mái. 10 phút bắt đầu vô. Anh cứ nhớ gặp đây, còn có em đem cài ăn dương nhớ giờ ngày này có 17, có 17 gặp nhau nhớ nhỏ nhỏ nhớ đây tắm tại chỗ đâu là con ơi, cú đầu tiên con người ấy con người ấy con người ấy xuống đi xuống đi lên cao xuống đi lên xuống đi đây xuống đi lên cao xuống đi lên xuống đi rồi đây xa cuối đường không về tôi lại về nơi này ngày đó tay em dài vuốt cuối tay một cây mơn bạc chuyển chuyển nơi còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương mang về mộng sao tươi khi lá hoa thật nhiều trái yêu thương đầy đầy thái cánh cho mọi người nghe 53 hôm qua em đốt nhà, mẹ đánh em gần chết, hôm nay mẹ lên nương, ở nhà em đốt tiếp, con đồng
không thì nó không thì nó không thì nó nhé. Con mười năm, con mười năm, con mười năm, con mười năm đây thì đây con xuất hiện đây xuất hiện ra, xuất hiện đây con xuất hiện đây xuất hiện ra. Em đi qua đôi chỗ oh 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 oh, mùi hương hồi như cho oh 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 oh. Giờ cà phê tôi uống mặt ngực chắc làm sao không phải được mờ nha. Đừng nghĩ là bà không đội nón, làm sao có gì cả nón, làm gì cả. Mấy bà đội nón cũng trơn đó, nhưng lúc đội tới ba nón làm cái gì.
vô. Và một cái đầu tiên là nước máy, thứ hai là nước tình, thứ ba là nước chót nha. Thôi là nước vô, nước tắt luôn đó. Thôi quý vị ơi, ai chưa có vé giơ tay giùm cho em, còn có vé rồi. Vô tay hướng không giờ xấu vô. Lạnh chẻo là anh vậy. Em quá là ăn Oh,
ngủ ba đêm qua còn cá lóc. Cá này nướng chui ăn ngon mà nhức nách. Cá lóc chú bà thôi bụi bạc cái cổ. 51 51 51 51 Rồi phỏng vấn em chút xíu, em tên gì nè? Em Thắm. Em đến từ đâu?